này người không để ý tới sinh tử sông vào chiến trường tiếp ứng cho đế thích, đương nhiên là năm đại thế lực của đại xích thiên. Thiếu chủ cùng các trưởng lão ngước mắt lên nhìn, thất muội thiên, ám sương thiên, cửu lĩnh phượng hoàng thiên, thượng thanh thiên, trừ thiên thiếu chủ cùng đám trưởng lão đều có mặt. Không những có bọn họ, không tính tiên quân đang giết bên trong chiến trường, chư vị có cảnh giới thái ất thượng tiên lúc này như không muốn sống mà vọt vào để tiếp ứng đế thích, sau đó chạy quanh người gã, có thể nói là năm nhánh kỳ binh, lập tức khiến cho thế cục trên chiến trường bị nghịch chuyển. Trái tim đế thích cũng lần nữa dâng lên hy vọng thoát khốn, đầy sự vui sướng trong lòng. Có tiên quân ngũ phương này, lại có đám thái ất thượng tiên bảo vệ, cho dù thần chủ cũng không dám tùy tiện xuất thủ nhịp. Ánh mắt của đế thích đảo qua, trực giác lướt qua trong tim, chư hầu ngũ phương không phải là do ông ta cố tình sắp xếp phía sau, bởi vì chư hầu ngũ phương này ban đầu cũng không hoàn toàn trung tâm với ông ta, bởi vì kế hoạch trước đây của ông ta nên điều bọn họ đến gần thần vực mà thôi. Bây giờ lại đột nhiên bị tập kích căn bản không có cơ hội điều động bọn họ đến đây cứu giá. Nói cách khác, cho dù ông ta điều động, đoán chừng những người này cũng không nhất định sẽ đến, nhưng bọn họ vẫn vô cùng kịp thời xuất hiện ở đây, thật sự có thể nói là đã giúp mình một ân tình lớn. Ở một góc độ khác thì bọn họ biết tới cứu mình cũng chứng minh được bọn họ rốt cục đã xác định chọn mình rồi. Chư vị thiếu chủ, nhanh chóng hộ tống đế thích điện hạ thoát khỏi chiến trận, bọn ta đoạn hậu cho các người. Trong nhiều tiếng hét lớn, tất cả trưởng lão của thế lực Nam Phe đều giống lên trầm giọng phân phó, sau đó thì triển thần thông đánh về phía tất cả sinh linh thần tộc cùng các mô quân đang đánh về phía đế thích, còn không quên phân ra phần lớn linh lực để ý tới hướng đi của thần chủ. Nhất là một vị trưởng lão của thất muội thiên mới vừa chạy tới, gương mặt nôn nóng và vội vã nhanh chóng truyền âm với đế thích. Đến từ điện hạ, bây giờ không kịp giải thích quá nhiều nữa, trừ hầu ngũ phương bọn ta tốt xấu gì cũng biết trước mặt đại thế phải lựa chọn như thế nào lần này lão tổ truyền tin qua đây ra lệnh cho bọn ta không được tiếc bất cứ giá nào phụ tá đế tử điện hạ bảo vệ chu toàn cho đế tử điện hạ ở trên chiến trường cũng hy vọng đế tử điện hạ sau khi về tới đại xích thiên sẽ làm chủ cho bọn ta làm chủ thay cho thiếu chủ cùng với phong hòa đồng trường lão đã chết của thất bụi thiên ta nhất định đừng để bọn họ phải chết vô ích được chư vị hãy yên tâm lúc này đế thích nào có thời gian suy nghĩ nhiều một phát đã đồng ý rồi chỉ vào tiên chu, nói. Đừng quên thanh la, rất nhiều người cùng nhau liên thủ lập tức trở thành một phe lực lượng không thể địch nổi trên chiến trường, còn muốn giết xuyên trùng vây thoát khỏi nơi đây. Ở trước mặt bọn họ không có ai ngăn cản, không biết có bao nhiêu người lúc này vẻ mặt kinh hoàng nhìn sang thần chủ, kế sách duy nhất hiện giờ để có thể giữ được đế thích lại, chắc chắn chỉ có thần chủ tu vi thông thiên thôi. Chỉ là không biết tại sao thần chủ lại vẫn nở nụ cười nhạt quan chiến, không hề có ý muốn xuất thủ, dường như tuyệt đối không chú ý tới chuyện đế thích có thể thoát khỏi chúng vây vậy. đế tử điện hạ không cần phải lo lắng, bọn ta sớm có chuẩn bị rồi. cho dù thần chủ có xuất thủ thì có lẽ cũng có thể chống đỡ được trong chốc lát, cũng đủ cho đế tử điện hạ ra ngoài được rồi. mượn đại trận truyền tống rời đi, chỉ hận đến lưu điện hạ vốn phụng mệnh tới kết minh với thần chủ, hắn lại cấu kết với thần chủ giả vờ bị giam lòng, dẫn tới đế tử thần chủ phải tới cứu, rồi lại mượn cơ hội bày cạm bẫy với đế tử, thật là dụng tâm ác động lòng lang dạ sói. Lão ẩu mặc lam y là đại trưởng lão ám ảnh thiên cũng trầm giọng nói, lúc nói chuyện liền vung long đầu quải trượng lên đâm chết một sinh linh thần tộc tới trước mặt bà ta. Sau đó bọn họ cũng đã có ý định chậm dần lại, theo thiếu chủ nhà mình che chở cho đế thích rời đi, sau lại liên thủ với trừ thiên trường lão chặt đất trừ binh. Hành động bậc này càng làm cho đế thích vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng trong lúc vô tình khẽ động, cảm thấy hiện tại suy đoán của bọn họ vừa hay hợp để mình sử dụng sau khi trở về cũng không cần nói dối để che giấu tất cả chuyện này nữa, bởi vì hiện tại thoạt nhìn ở bề nổi thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên là đến lưu phụng mệnh tới kết minh với thần chủ, điều kiện cũng đã nói xong, gã chẳng qua là một sứ giả mà thôi, nhưng cố tình sau khi đến đây không lâu liền truyền ra tin tức gã bị thần chủ trấn áp, trong lòng mình đương nhiên biết, đây là do thông cổ thần vương dựa theo ý của mình mà hành sự, nhưng người khác lại không biết, còn khi mình tìm tới thần vực vốn mượn cớ là muốn tới cứu người em trai này, Kết quả sau khi tới mình lại lâm vào trùng vây, được tiên quân của ngũ đại chư hầu tới cứu, thật sự có thể nói là tự nhiên mà thành. Ngay cả đế thích từ trước đến nay vẫn chững chạc, lúc này sau khi nghĩ tới việc đó cũng không nhịn được mà mở cờ trong bụng, người trầm ổn như gã lúc này không nhịn được nhìn thoáng qua đế lưu, nở nụ cười lạnh, một luồng thần niệm mang theo một câu nói chuyển tới đế lưu. Ta đã sớm nói rồi, người không trói buộc được ta, lúc này đế lưu lười biếng ngay người ở nơi nào đó bên ngoài chiến trường trăm dặm đối với tu vi như bọn họ, trăm dặm thực sự là rất gần, một suy nghĩ là tới rồi, nhưng đế lưu rõ ràng là không có ý xông tới, giống như đã ngừng hy vọng vậy. Còn đế thích quả thực có thể lý giải được tâm tình của đế lưu lúc này, mắt thấy sắp hoàn toàn thắng lợi, vây bắt mình, kết quả cố tình lúc này ngũ đại thế lực lại chọn thật sự thần phục mình, phát binh tới cứu. Trong lòng đế lưu chắc hẳn là như đang nhìn thấy con vịt đã sắp bỏ vào nước sôi mà lại bay đi vậy, hơn nữa cục diện bây giờ, chỉ cần mình còn sống trở về, đế lưu sẽ không còn hy vọng lật bàn nào nữa tất cả nước bẩn đều sẽ đổ lên người y tất cả vinh quang sẽ đẩy lên người mình bây giờ ở trước mặt đế lưu mình là một người toàn thắng nhưng gã không ngờ tới là sau khi một câu nói của mình truyền tới đế lưu cũng nhanh chóng nhìn qua đây trong nụ cười lười biến dường như mang theo chút rượu cợt chẳng biết tại sao đế thích nhìn thấy nụ cười kia thì lập tức cảm thấy trong lòng trượt lạnh sau đó chỉ ngay sau đó một khắc gã liền bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh cúi đầu nhìn xuống đã thấy một thanh lợi kiếm băng tuyết trong suốt đâm xuyên qua cơ thể của mình vượt một đoạt ra trước ngực sau khi gã nhìn thoáng qua thanh kiếm này liền chậm rãi nghiêng đầu sau đó gã liền thấy thanh kiếm này cầm trong tay ám xương thiên băng nghiên tiên tử vận một thân pháp tắc của nàng tiên lực đáng sợ đang tràn vào trong cơ thể mình phá hoại tiên lực mình vận hủy diệt cơ lý của mình chỗ trường kiếm đâm xuyên qua đã kết thành băng xương ý lạnh như băng không ngừng lan tràn toàn thân băng nghiên tại sao ngươi lại Trái tim của đế thích dâng lên suy nghĩ đó, sau đó khi còn chưa nghĩ xong thì trên người lại bị thương nặng, một thanh thiết thường hoang lổ vết dì xét đâm vào hông của mình. Người cầm thiết thương trong tay là mộng ảnh nhi, thiếu chủ của ám ảnh thiên, bịch, một trường như núi vỗ vào sau lưng mình, xuất thủ là vị đệ tử chân truyền xà mục của thượng thanh thiên thánh nhạc thiên tông. Sau đó liền nghe được một tiếng phượng lệ, một ngọn lửa cháy mạnh dấy lên người mình, giống như dây thừng quấn vòng quanh người đốt ra thịt gã, hỏa lực u mịch đang thành từng tia rót vào cơ thể gã thậm chí còn dẫn theo một thân tiên khí của gã bốc hỏa cả người đế thích đều như nằm mộng cho dù tâm kế như gã lúc này cũng hoàn toàn bối rối hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mà trong cuộc diện hỗn loạn bậc này những người đó vốn dĩ là ở lại để bảo vệ gã vì vậy gã mới yên tâm to gan để cho những người này tiến vào trong vòng một trượng quanh người mình nhưng lại không thể ngờ những người đó không hề có dấu hiệu báo trước nào thậm chí còn chưa hề nói câu gì đã ra tay với mình hơn nữa vừa ra tay chính là chiêu số tàn nhẫn nhất rõ ràng là muốn lấy mạng mình, vì sao bọn họ lại muốn ra tay với mình, tại sao lại có can đảm ra tay với mình. Rõ ràng các trưởng lão của bọn họ vẫn đang đoạn hậu cho mình, chống đỡ không cho sinh linh thần tộc cùng các mô quân tới gần mà, mình phát hiện việc bọn họ nghĩ cách cứu viện là không giả nên mới có thể thả lòng tâm thần. Vì sao? Bản thân đế thích cũng không giải thích được rõ ràng, vì sao lúc này gã có vẻ tâm bình khí tĩnh như vậy, thân chịu trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ánh mắt của gã lại yên tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía băng nghiên tiên tử, người đầu tiên ra tay. Gia tộc của chúng ta quả thực đều chuẩn bị thần phục ngươi rồi, vẻ mặt của băng nghiên tiên tử cũng vô cùng bình tĩnh, vừa lấy lực pháp tắc ăn mòn thân thể đế thích, vừa nhàn nhạt, nhạt nói. Nhưng người chúng ta thần phục là đế lưu điện hạ, người khóc mộng huyễn quái giáp, mộng ảnh nhi của ám ảnh thiên chặn lời, bình tĩnh nói. Nghe xong một câu nói này, đế thích không biết nên nói gì, gã hơi cúi đầu sau đó đột nhiên hai tay áo liền phất lên ầm ầm một tiếng một thân tiên uy đều phóng hết ra ngoài giống như hòa sơn bạo phát tập kích bốn phía quanh mình thái cổ vu pháp đã khổ tu được cùng với sức mạnh của bản thân gã đủ lớn lại đồng thời hiển hóa phong hỏa lôi điện sức mạnh vô cùng lúc này làm đám băng nghiên tiên tử bị đánh bay ra ngoài tất cả tồn tại quanh gã trong vòng 10 dặm đều bị sức mạnh này của gã làm chấn động tới ngã trái ngã phải xảy ra chuyện gì thế động tĩnh lần này làm chư thiên trưởng lão đang đoạn hậu ở phía xa bị kinh động suy nghĩ đầu tiên chính là tưởng rằng đế thích nổi cơn điên gì nếu không tại sao lại ra tay với đám thiếu chủ nhà mình đang bảo vệ gã rời đi chứ nhưng sau khi tập trung nhìn vào thì lập tức rợn cả tóc gái trên người đế thích để vết thương phun ra máu tươi vẫn còn khí giới và khí tức thần thông lưu lại trong vết thương của gã bọn họ làm sao có thể không nhìn rõ được một cảnh tượng này làm dòng máu của bọn họ đều nguội đi thiếu chủ nhà mình tại sao lại ra tay với đế thích điện hạ một cảnh tượng trước mắt căn bản giống như nằm mơ còn là một giấc mơ quái dị khó có thể lý giải được ùng ùng đến thích đánh bay đám băng nhiên tin tử trong miệng phun ra một búng máu tươi lớn cơ thể xoay tròn chui vào tiên chu ngay trong một giây trước khi gã tiến vào tiên chu gã nghe được một luồng thần niệm chuyển tới từ bên ngoài trăm dầm. ta cũng đã sớm nói ngươi không phải là đối thủ của ta một luồng thần niệm đang chậm rãi chuyển từ chỗ đến lưu tới đây ha ha trước đây lúc đầu ta là trưởng tử nên để ta nhận lấy tiên mệnh, kết quả phụ vương lại chọn ngươi. Vốn ta kết minh với thần chủ, kết quả nàng lại chọn ngươi. Lúc đầu ta mới là đối tượng thần phục của chư phương chư hầu, kết quả bọn họ cũng chọn ngươi. Bên ngoài đã loạn tung tùng phèo rồi, sau khi đám băng nghiên tiên tử xuất thủ ám sát đế thích thì cũng đều thấy bối rối, không tiếp tục được giết nữa. Nhưng đợi lúc bọn họ phản ứng lại cũng nhanh chóng bị chư thiên trưởng lão vội chạy tới kéo sang một bên, ngay cả những trưởng lão đó cũng hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại làm như thế. Cho dù trong loạn cục này bọn họ cũng không biết phải làm sao, cảnh tượng này xuất hiện làm đầu óc bọn họ đều trống rỗng, lúc này chỉ muốn mau chóng hỏi rõ bọn họ, còn xích tiêu binh ngựa hạng của đế thích thì bị màn ám sát này làm đau mắt. Lúc đầu bọn họ còn đang mở đường cho đế thích cùng với chư phương thiếu chủ, nhưng lúc này lại như không muốn mạng mà vào tới, một bộ phận truy sát chư thế lực, một bộ phận liều mạng che chở cho đế thích tiến vào tiên chu. Lúc này, vẻ mà đế thích như mê man lại chán nản chui vào tiên chu ý chí tan dã ngã xuống ghế thái sư trên tiên chu ánh mắt có vẻ hơi mơ màng để mặc máu tê chảy ra mà không hề dùng bất cứ thần thông nào để khống chế huyết dịch chỉ ủ rũ ngồi ở ghế thái sư ánh mắt dã rời trong miệng chỉ còn nhớ mấy lời như thế người người không sao chứ bên cạnh có một giọng nói khiếp đảm vang lên thanh la tiền tử thận trọng đi tới gần xem ngã nàng vẫn luôn chưa từng ra tay cho dù bên ngoài chém giết thảm liệt cỡ nào cũng chỉ núp trên tiên chu này ngay cả mặt cũng chưa hề lộ cho tới lúc này thấy đế thích một thân thương thế lảo đảo vào tiên chu thì nàng mới chợt bừng tỉnh vội vàng qua dây hỏi thương thế của gã ta đế thích hổ sở cười một tiếng bố trí trăm năm một buổi sáng đã thành nước chảy làm sao có thể không sao được thanh la tiên tử nghe xong lời đó thì sắc mặt trắng hơn vài phần lẩm bẩm có lẽ chúng ta vốn nên đừng động tới hắn chưa tới lúc này rồi còn nói chuyện đó để làm gì. Đế thích đột nhiên nhìn nhớ ra cái gì đó, thoáng phấn chấn tinh thần rồi gấp gáp nói với thanh la tiên tử. Nàng qua đây. Gì? Thanh la tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn gã một cái. Đế thích xoài năm ngón tay vươn về phía sâu trong tiên chu, túm tới một quyền trục, sau đó mở nó ra. Rõ ràng nó là một bức tranh, trên đó có thân ảnh lai động như vẽ chư tôn ma thần thậm chí ngay cả cái bóng của đế lưu cũng ở trong đó gã mở bức họa đó ra rồi lập tức trải nên lớn hơn trải trên tiên chu giống như một tấm thảm trải nền vậy sau đó gã dừng lại thở hổn hển mấy cái động tâm niệm các vết thương đáng sợ trên người được tiên quang che qua sau đó tan biến không còn dấu tích giống như cho tới bây giờ chưa từng bị thương vậy đương nhiên ở trong cơ thể gã pháp tắc bị người ta đánh vào vẫn đang tồn tại liên tục xé rách tiên cơ của gã nàng đứng ở giữa bức tranh này trên bức tranh này có hậu thủ mà ta chuẩn bị, sẽ giúp nàng chạy ra khỏi chiến trường này." Đế thích không ngừng nói, ánh mắt vội vàng nhìn Thanh La tiên tử. "Vậy còn ngươi?" Thanh La tiên tử run giọng hỏi, trong ánh mắt dường như đang dâng lên một tầng mờ sương. "Ta." Nụ cười của Đế thích nhạt đi rồi cười, nói, "Ta tự có cách của ta." Nói rồi nhìn sâu Thanh La tiên tử một cái, sau một hồi lâu mới thở dài, vội vàng thúc giục nàng nhanh, nàng nhanh đứng ở giữa bức tranh này đi, nó có thể. Nhất định có thể giúp nàng thoát khỏi chiến trường này, có thể có lẽ sẽ có chút mạo hiểm nhưng nhất định sẽ thành công. Sau đó khi nàng chạy ra ngoài thì nhất định phải nhớ kỹ, đi tìm đệ đệ đế nhai của ta, nhất định phải. Gã còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên lại thấy thân ảnh của thanh la tiên tử nhào tới một phát túm bách mà đồ lên dùng sức xé thành hai nửa, sau đó lại liều mạng xé thành mảnh nhỏ, lòng bàn tay còn bốc lên hỏa dưỡng đốt cháy bức tranh mà vào lúc này thần ma trên bức tranh kia tựa như sống lại trong lửa cháy hừng hực mơ hồ có tiếng thần ma kêu gào truyền ra đế thích ngươi cho ta là người ngu sao thanh la tiên tử giống như điên đế lúc này thậm chí ngươi còn hy sinh cả ta hay sao rõ ràng đế thích ngẩn ngơ trong đôi mắt hơi ảm đạm tỏ ra khó hiểu nàng nàng vì sao ha ha cơ hội chay trốn cuối cùng lại muốn cho ta thanh la tiên tử lại nở nụ cười lạnh, trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận lạnh như bằng. Những người đó của ngươi chỉ có thể đi lừa gà tiểu hài tử chưa trải qua sự đời được thôi, ta trong mắt ngươi là một đứa ngu đấy à, thật sự nghĩ ta tin ngươi sẽ nhường cơ hội chạy trốn cuối cùng cho ta hay sao? Hay nói ngươi nghĩ tu vi của ta thấp cạn, vùng về như châu nên không nhìn ra trong bách ma đồ này của ngươi trên thực tế ẩn chứa 99 tinh huyết thần hồn, rốt cục ngươi muốn làm gì, ngươi bảo ta đứng trên bức tranh này không phải là muốn làm vô pháp gì sao? có phải muốn dùng bức tranh này để hại ta hay không ta ta thật sự muốn đưa nàng rời đi dường như đế thích không ngờ thanh la tiên tử có thể nói như vậy sau khi ngẩn ngơ thì sang sảng nói còn thanh la tiên tử lúc này lại chỉ dùng mắt lạnh nhìn gã vẫn không nhúc nhích ánh mắt hận thù ai nàng làm sao không tin ta à ánh mắt của đế thích cũng dần dần trở nên vô cùng uể oải cùng ảm đạm không phải là ta nhường cơ hội trốn thoát cuối cùng cho nàng chỉ là giả sử ta dùng bức tranh này chạy trốn thì cũng không có cơ hội. Bức tranh này quả thực có vu pháp của ta bên trên, quả thật cũng có tinh huyết của 99 thần ma ở đó, chỉ cần nàng đứng lên bức tranh này, bằng vào tu vi của ta thúc giục thú bức tranh này sẽ bám lên thân thể nàng, hoàn toàn thay đổi khí cơ của người chỉ sợ cho dù phụ vương ta tới cũng không nhận. Ra nàng, sau đó nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát thân, gã nói rồi từ từ ngẩng đầu lên mà chỉ cần nàng còn sống chạy ra ngoài liền có thể truyền chuyện thiếu chủ tứ thiên ám sát ta ra như vậy bốn phe thế lực này sẽ không dám thực sự để ta chết sẽ cố gắng bảo vệ mạng của ta trong loạn cục này tuy làm như vậy rất mạo hiểm nhưng dù sao cũng còn tốt hơn so với việc ta tự dùng bức tranh này rời đi bọn họ phá vỡ tiên chu không nhìn thấy ta sẽ nhất định liều mạng tìm ta cơ hội ta chạy trốn được rất nhỏ nhưng nàng thì không giống vậy bọn họ nhìn thấy ta thì sẽ không quá để ý tới hướng đi của nàng nữa nghe đế thích quể oải giải thích ánh mắt của thanh la tiên tử dần thay đổi có phần khó tin qua một lát nàng vẫn cảm thấy khó tin lắp bắp hỏi người người thật tốt như vậy sao không thể nào không thể nào nàng nhanh chóng tự mình bác bỏ suy nghĩ này cười lạnh nói ta không tin ngươi sẽ mạo hiểm bản thân có thể bỏ mạng mà cứu ta ai đế thích ngẩng đầu lên ánh mắt có vẻ vô cùng uể oải ngay cả chuyện nàng đã từng qua đêm với đế lưu trên cầu hoàng đài cơ thể đã không còn hoàn bích cũng đều không ngại cố ý kết đạo lữ với nàng nhưng nàng lại còn hoài nghi ta sẽ không mạo hiểm cứu mạng của nàng sao ầm sau khi nghe được những lời đó trong đầu thanh la tim tử dường như vang lên một tiếng sét đánh ầm ầm sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên tái nhợt lảo đảo lui về phía mấy bước ánh mắt nhìn đế thích vô cùng kinh hãi người người cũng biết chuyện này lúc này sự hoảng sợ trong trái tim của nàng có thể tưởng được từ sau khi nhận được tin tức đế lưu sống lại nàng vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên sợ nhất chính là tin tức này sẽ truyền tới tai đế thích cũng chính vì thế quan hệ giữa đế lưu cũng chỉ có thể từng bước đi tới cục diện bây giờ nhưng nàng không ngờ tới chính là đế thích cũng biết chuyện này thậm chí còn biết một ngàn năm trước nàng thất thân cho đế lưu trên cầu hoàng đài chuyện này quả thực làm nàng khó có thể tin được trong lòng hồi hộp tới mức nhảy dựng lên đương nhiên là ta biết ngay cả cơ thể không hoàn bích của nàng cũng là do ta giúp nàng lừa gạt trước mặt phụ vương đế thích cười khổ khẽ lắc đầu bằng không nàng cho rằng thân thể của nàng do chính phụ vương trùng tu mà phụ vương lại không nhìn ra hay sao người 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 mắt của thanh la tin tử chừng lớn hơn dáng vẻ khó có thể tin được liên tục nói mấy chữ ngươi lại không nói tiếp được nữa lớn lên trong tiên giới này không phải mọi người đều một lòng đối với mình Đế thích giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, hít một hơi thật dài, ánh mắt có vẻ hơi đau khổ nhìn thanh la tiên tử. Ta không biết nàng còn nhớ hay không, ta lớn hơn nàng 300 tuổi, là người nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, năm nàng, nàng hơn 10 tuổi có thể nhìn ra trong bức họa ta vẽ có một cái tình riêng nhãn khác biệt với tình đình khác, ta đã bắt đầu để ý tới nàng rồi. Sau đó vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, mãi mãi xinh đẹp như thế, mãi mãi thông minh như thế, mãi mãi giả hoạt như thế, vĩnh viễn vây quanh ta, khi đó nàng nói, thích ta vẽ nhất, ghét người khác suốt ngày ngồi tu hành giống như đầu gỗ vậy. Nếu chúng ta đều là phàm phu tục tử, có thể lúc nàng 20 tuổi, thời điểm sùng bái ta nhất, sẽ gả cho ta không? Đế thích thì thảo nói, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ sâu sắc. Đáng tiếc, thọ nguyên của chúng ta đều quá dài. 20 tuổi, đối với chúng ta chẳng qua là lúc mới bắt đầu, nàng đến 30 tuổi mới được phụ thân người đón về tu hành, sau đó 400 năm chúng ta không gặp, lúc gặp lại nàng đã trở thành cặp đôi thần tiên quyến lữ cùng với người đệ đệ thích nhất kiều ngạo bướng bỉnh của ta rồi, trong mắt nàng chỉ có hắn. Sao còn nhớ rõ thân trưởng tử là ta nữa, nhưng một đế tử chỉ bởi vì thích vẽ tranh, không muốn tu hành mà bị phụ vương từ bỏ như vậy sao, mà ta, lúc đó đâu có tư cách cạnh tranh với đế lưu. Cho đến khi, đế lưu biến mất, nàng thương tâm vô độ, ta mới phát giác mình lại có cơ hội. Đế thích cười khổ, nhìn thanh la, có cơ hội lại nhìn thấy ánh mắt khi nàng 20 tuổi đã từng nhìn ta. Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Thành la tiên tử nghe vậy thì bối rối, ánh mắt ngơ ngác nhìn đế thích, đầy mặt là vẻ hoảng sợ. Nàng nghĩ ta thực sự thích làm đế tử, sao? Ánh mắt của đế thích bi ai nhìn thanh la, bên trong nó ẩn chứa sự bi thương và mất mát khó có thể hình dung được. Nếu ta thật sự thích làm đế tử, đến lưu can bản sẽ không có cơ hội có được tiên mệnh, dù sao nó nhỏ hơn ta 400 tuổi, nhưng ta thực sự không thích tu luyện, cũng không thích có thọ nguyên vô tận, cảm giác sống như một khúc gỗ như thế. Thế gian này có hoa có cỏ, có núi có sông, tất cả đều sinh động. Hơn tiên nhân nhiều, tự do hơn tiên nhân nhiều, bọn họ có thể đi tới bất kỳ nơi nào, không giống tiên nhân cả đời chìm trong sự tu hành vô tận, hoặc là vì tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, không hề có chút tự do nào. Có lẽ nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ giống như tứ đệ tránh ở một nơi vắng vẻ suốt ngày uống rượu nhưng khi nhị đệ bị thiên ma giết chết sau đó đế lưu lại biến mất ta chỉ còn lại một mình nêu phải kế thừa tiên mệnh mà phụ vương ban cho là một đế tử giống với hình tượng trong lòng ông ấy nàng nghĩ ta thật sự thích thân phận này hay sao cười gượng liên tục thậm chí làm ngược đế thích khó chịu ho ra máu nhưng gã vẫn vùng tay tiếp tục nói ta chỉ là không chịu nổi khi trước đây luôn phải nhìn thấy nàng ở cùng với đế lưu nó là một người thô lỗ như thế, chưa bao giờ biết đối tốt với bất kỳ người nào, bao gồm cả mấy huynh đệ bọn ta, đương nhiên cũng bao gồm cả nàng, khi đó ta thực sự không rõ vì sao mỗi ngày nàng đều ở cùng với nó. Chịu nó của trách, gian dạy, thận trọng chấn an nó, xưa nay không hề chịu nhìn ta cái nào. Sao ta liền nghĩ có thể nàng thích chính là thân phận đế tử, vì vậy ta liền làm đế tử, trên mặt đế thích dần dần hiện lên ý lạnh. Mà sau khi làm đế tử, quả nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt ta lúc ta thoải mái nhìn nàng nàng cũng bằng lòng nhìn ta thời gian đó thật sự là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất nhưng ta vẫn có thể nhận thấy sự bất mãn trong tim nàng mỗi ngày nàng nhìn tu vi của ta thấp kém như thế nào mỗi khi nàng thấy thần thông của ta thô bỉ như thế nào cũng vào lúc đó ta nghe được người bên cạnh bàn tán bọn họ đều nói tu vi của ta quá thấp khó có thể xứng với vị trí đế tử nhất là lúc nào phụ vương cũng trong thời gian chinh chiến với người khác đế tử như ta còn không bằng không có nếu như đế lưu trở về thì sẽ tốt hơn nhiều. Ta lo đế lưu sẽ lần nữa trở về cướp đi tất cả cửa ta, vì vậy ta liều mạng tu hành, liều mạng tăng thực lực lên, thậm chí trong một thời gian dài cũng khó có thể gặp mặt nàng. Trong lòng ta suy nghĩ chỉ muốn trở thành đế tử còn mạnh hơn cả đế lưu, ta không muốn nhìn thấy lúc nào nàng cũng phải cẩn thận. Lại đề phòng nhìn ta như thế, ta hy vọng nàng có thể giống lúc 20 tuổi, sùng bái mà nhìn ta nhưng ta nỗ lực một ngàn năm vẫn không thể có được ánh mắt đó của nàng đế thích nói xong thì sắc mặt dần dần trở nên vô cùng đau đớn ta không biết rốt cuộc ta quá mẫn cảm hay là vì trong lòng nàng luôn nhớ mong đế lưu ta có thể bao dung tất cả cho nàng cũng đã làm được rất nhiều chuyện mà đế lưu chưa từng làm được nhưng nàng lại vẫn luôn nhìn ta như thế mỗi lần nàng nở nụ cười trước mặt ta ta cũng có thể cảm giác được là nàng đang diễn cho ta xem nàng cười với ta Đối tốt với ta cũng đều giống như chỉ là cố ý làm vậy, cảm giác đó thật sự, thật sự làm ta rất buồn. Mỗi khi gã nói thêm một câu, sự khó tin trên mặt Thanh la lại nhiều thêm một phần, ôm chặt ngực mình. Nhưng nàng nàng tại sao? Trong lòng vẫn chưa từng thay đổi, trong ánh mắt của đế thích tỏa ra sự bất đắc dĩ dài đặc. Đức đế lưu trở về, ta còn khủng hoảng hơn cả nàng, ta không sợ hắn cướp đi tất cả mọi thứ, nhưng ta sợ nàng sẽ trở lại bên người hắn cho tới khi nói tới đây gã thở thật dài khẽ lắc đầu một cái nói cho tới khi nàng tới chiến trường ngoại vực tìm ta khuyên ta giết hắn thì ta mới thực sự an tâm nàng không biết trong lòng ta lúc đó vui sướng bao nhiêu đâu lúc đó nàng giúp ta phân tích nói ta có rất nhiều lý do để giết hắn nhưng những lý do kia ta đều không quan tâm mà ta cũng làm theo nàng nói ta sẽ giết hắn bởi vì ta có lý do để làm vậy mà lý do đó gã ngẩng đầu lên nhìn thanh la tiên tử ánh mắt bi thương chính là nàng không thể nào thanh la tiên tử đột nhiên kêu lên một tiếng có phần hoảng sợ lui về phía sau dùng sức lắc đầu qua được một lát nàng mới như phát hiện sơ hở gì đó trong lời nói của đế thích đột nhiên nở nụ cười lạnh ngươi đừng mơ tưởng dùng những lời nói dỗ tiểu nữ nhi này để lừa gạt ta ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin sao chuyện này căn bản là không thể nào nếu là thật vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Nói cho nàng biết, đáy mắt của đế thích hiện lên ý cười gượng. Nói cho nàng biết cái gì? Nói cho ta biết tâm ý của ngươi, thanh la tình tử thuận miệng nói, nhưng chỉ nói được một nửa liền yên lặng không nói. Nàng nghĩ tới, đế thích đúng là đã nói. Mặc dù gã là một người không quen thích thể hiện tính tình, sẽ không quấn quyết gì si mê mình, nhưng quả thật có mấy lần tình đình điểm thủy thể hiện sự đang nghi với mình nói đã có tâm ý với mình đã lâu cũng nói mình ở bên cạnh gã là sự may mắn lớn nhất trong đời gã thỉnh thoảng có lần gã nói vậy với mình thậm chí mình còn suýt nữa tin nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới sự thông tuệ của gã sự mưu lược của gã lại vẫn không dám thật sự tin tưởng còn nói đế thích có thực sự đối tốt với mình không ư ừ. ngay cả bản thân thanh la cũng không nghĩ ra có lúc nào đế thích không đối tốt với mình chỉ cần mình đi gặp gã bất kể là gã đang bế quan hay làm gì cho tới bây giờ cũng chưa có lần nào từ chối gặp mình cả cho dù đang phá quan trên đường cũng sẽ ra gặp mình một cái cho dù là đang ở một vùng thế giới khác cũng nhất định sẽ tới gặp mặt mình một lần gã có bảo với gì thứ tốt gì cũng vẫn luôn cho người đưa tới cho mình chỉ có điều gã càng làm như vậy thì mình lại càng cảm thấy không chắc chắn trong lòng bởi vì nàng vẫn cảm thấy mình không nhìn thấu được đế thích đế thích là một người rất thông minh cách gã càng gần càng cảm thấy tâm tư của gã kín đáo như biển nhưng cũng chính vì người thông minh như thế mỗi khi gã đối tốt với mình thì luôn cảm thấy gã có thầm ý khác mỗi lần mình thăm dò gã đều sẽ dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả này nhìn mình chỉ cười cười mà thôi cho tới giờ gã luôn chưa từng trách mình cái gì bất kể là mình làm chuyện gì nhưng nàng vẫn luôn nghĩ nếu không phải gã có mưu đồ, đồ khác thì làm sao có thể rộng lượng với mình như vậy được tất cả chuyện này đối chiếu với những chuyện mà đế thích vừa nói sao lại có vẻ hoang đường như vậy ánh mắt của thanh la tiên tử cực kỳ phức tạp trong lòng còn thấy phức tạp hơn nàng khó mà suy nghĩ cẩn thận được nếu như đế thích nói là sự thật vậy mình và gã sẽ trở thành hai kẻ buồn cười tới cỡ nào mình là một trong thập đại nữ tiên của tam thập tam thiên không phải bởi vì tu vi và vẻ bề ngoài mà là bởi vì sự thông tuệ và mưu lực của mình đế thích cũng là như vậy gã thay đế lưu trở thành đế tử sau đó phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện nhưng có một vài lần xuất thủ cũng đều diệu kế vô song mọi người đều nói trong bàn tay gã nắm nhật nguyệt nhưng hai người thông minh như vậy chẳng lẽ lại gây lên sự hiểu lầm lớn nhất trên đời Trước đây ta say mê vẽ vời, không muốn bị nhiễm nhiễm quyền nuôi chém giết, nhưng sau khi ta buông họa bút xuống lại phát hiện người khác sự kín quyền ngưu như bưng hay đam mê với tu vi cũng giống nhau, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần thể hiện tính cách của bọn họ giống như vẽ tranh vậy, thì sẽ tự nhiên biết đặt bút ở. Đâu cho nên ta nhìn thấu tất cả, người khác đều nói ta trong bàn tay nắm cả nhật nguyệt, có khả năng khống chế tất cả, đế thích nhìn khuôn mặt ngơ ngác của thanh la tiên tử, khẽ gật đầu một cái nhưng ta thật sự chưa từng thi triển cái gì trên người nàng cả. Mỗi việc ta làm với nàng đều xuất phát từ trong lòng ta, nói tới đây, hơi thở của gã đã có vẻ cực kỳ suy yếu rồi nặng nề ho khan, ngay cả ho khan mấy tiếng cũng để máu tươi bắn ra, mắt của đế thích đã hơi đỏ lên, ẩn chứa sự tiểu tụy vô tận. Thanh la, nàng còn không tin ta sao? Ta, ta. Thanh la tin tử run giọng muốn nói. Ẩm, um, nhưng còn chưa đợi nàng nói ra được thì đột nhiên tiên chu kịch liệt chấn động dường như bên ngoài bị người ta liên tục tấn công vậy tu vi như thanh la tiên tử bởi vì giật mình khiếp sợ mà không để ý suýt nữa té ngã câu nói muốn nói ra khỏi miệng cũng nghẹn lại đế thích đã tới lúc này rồi ngươi còn trốn trong đó làm gì giọng nói của đế lưu vang lên bên ngoài quát to nhanh ra ngoài cho ta ầm ừ, sau khi nói xong tiên chu lại bị đánh một kích nặng nề nháo một cái. Chúng ta Sắc mặt của Thanh La tiên tử hoàng sợ lúc trắng lúc xanh, nàng biết tiên chu này mặc dù là đặc chế, bên ngoài có vô số cấm chế có thể ngăn được một kích của đại la kim tiên, nhưng cứ tiếp tục bị người ta tấn công như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan. Ở trong lòng nàng không nhịn được một câu mà đế thích đã từng nói với nàng. Nàng biết đây là cơ hội quý ta có thể cứu nàng một mạng không, ánh mắt của nàng không nhịn được chuyển qua, nhìn lên trên, nhưng bộ bách ma đồ kia đã bị nàng xé nát, thậm chí còn dùng liệt hỏa đốt thành cho tàn. Lại nhìn về phía đế thích, gã đã có vẻ vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm, làm sao có thể tiếp tục bảo vệ cho mình nữa. Đi thôi, đi cầu xin nó, bảo nó tha cho nàng một mạng, nhìn mặt mày kinh hoàng của thanh la tiên tử, đế thích cũng không nhịn được thở dài, vẻ mặt cực kỳ mất mát. Hắn làm sao hắn có thể bỏ qua cho ta được, thanh la tiên tử kêu lên, giọng nói có vẻ hơi bén nhọn hắn sẽ lúc này thoạt nhìn đế thích có vẻ vô cùng bình tĩnh chỉ khẽ lắc đầu một cái nói bên thiên nguyên có chuẩn bị sau cùng ta để lại sẽ có tác dụng lớn đế lưu nhất định muốn biết đó là cái gì nàng dùng bí mật này trao đổi hắn nhất định sẽ tha cho nàng thật sao thanh la tin tử nghe vậy thì mắt sáng rực lên đế thích khẽ thở dài một tiếng truyền một luồng thần niệm vào đầu thanh la trên mặt thanh la tiên tử nhất thời cảm thấy vui mừng đế thích ca ca nhiều năm như vậy đã làm huynh bị ủy khuất rồi kinh ngạc rồi thanh la tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía đế thích nhìn vẻ mất mát trên mặt gã lại dường như có phần không đành lòng vội vàng đi tới trước người đế thích chậm rãi ngồi xổm xuống hai tay nâng mặt gã lên nhìn thẳng vào ánh mắt của gã nhu tình chân thật nói đế thích ca ca huynh nói ta đều tin ta tin huynh vẫn luôn rất tốt với ta trong lòng thanh la thực sự vô cùng cảm kích huynh thế nhưng lúc này ta phải làm một số chuyện huynh cũng đừng trách ta mẹ kiếp chiếc phá tiên chu này thật là dán chắc so với tiểu thế giới còn dán chắc hơn phương hành nặng nề chém mấy đau vào tiên chu mà đế thích đang trốn lại phát hiện chiếc tiên chu này thật sự dán chắc chém mãi mà vẫn không làm gì được cấm chế bên trên đó tạo thành lông nhọn cực kỳ lợi hại phần lớn đau khí đều không thể làm gì thần thông đánh lên đó còn trực tiếp bị một tầng bảo hộ vô hình bắn lại, căn bản không thể động tới bản thân thuyền này được, khiến hắn vừa nhụt chí vừa tức giận. Cũng không biết đế thích tránh ở bên trong làm cái gì, đừng nói là đến cuối cùng lại tự thủ ở đây. Phương Hành hít sâu một hơi, đi quanh tiên chu một vòng, âm thầm, suy tính, lúc này một vùng chiến trường lớn đã bắt đầu dừng chiến hỏa rồi. Tám 000 xích tư quân dưới trướng đế thích, còn cả một nghìn xích tiên quân dưới trướng của thanh la tiên tử, lúc này lại chỉ còn lại không tới 3.000 người đều bị các mô quân trông giữ vứt bỏ khí giới chiến giáp bị vây ở một chỗ còn sinh linh thần tộc ở một chỗ thì đứng ở giáp biên giới để quan sát các mô quân cũng không để cho bọn họ tiếp cận xích tư quân còn bọn họ không nhận được mệnh lệnh của thần chủ cùng thần vương nên cũng không dám tiếp cận chỉ là đang vừa kính vừa sợ nhìn người các mô quân ở phía xa xa là binh mã của ngũ đại thế lực chú đóng có thể nói bọn họ chưa hoàn toàn vọt vào, vào chiến trường thì cục diện cũng đã nghịch chuyển rồi xuất hiện sự biến hóa không ai tưởng được. Lúc này chư vị trưởng lão dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm nhìn bốn vị thiếu chủ, lâu không nói câu nào. Mà một đám tiên tướng dưới quyền bọn họ thì vẻ mặt mê man, đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thật là can đảm đấy, lại làm làm đế thích điện hạ bị thương, các người tứ ra các người muốn tạo phản sao, một tiếng quát lạnh phá vỡ sự yên lặng quanh đó, người nói chuyện là một vị trưởng lão của thất muội thiên. Lúc này ông ta giận không nhịn được, nếu bàn về cưu hận đối với đế lưu thất muội thiên có thể nói là đứng đầu không ai dám nói đứng thứ hai trước là thiếu chủ của gia tộc bọn họ bị chém trong loạn lưu hải sau trưởng lão phong sơn đồng của thất muội thiên cùng với chư thế lực cùng nhau thỉnh cầu đế lưu ở lại doanh trại bị đế lưu không nói lý dùng một đao chém chết trước sau đã có hai vị thượng tiên thân vận tôn quý chế trong lòng bàn tay của đế lưu tổn thất bậc này sự xấu khổ và khinh thường bậc này cho dù đối phương là đế tử thất muội thiên sao có thể bỏ qua được lần này nam phe thế lực cùng đến cứu giúp thất muội thiên chính là người chu toàn công phu cực lớn mục đích đương nhiên cũng rất đơn giản chính là muốn thông qua tài của đế thích để giúp thất muội thiên tẩy rửa sự sỉ nhục tận xương tủy này chỉ là kế hoạch vốn hoàn toàn hoàn mỹ này cuối cùng lại xuất hiện biến hóa mà không ai tưởng tượng được thiếu chủ của tứ gia lại đồng thời ra tay với đế thích nếu không phải thấy trưởng lão của mấy đại thế lực cũng có vẻ mặt kinh ngạc như mình thì vị trưởng lão của thất muội thiên này thậm chí còn cho là bốn phe thế lực này hợp mưu hãm hại thương lương ra một kế sách ác độc để hại thất muội thiên tiêu ảnh nhi rốt cục là có chuyện gì xảy ra trưởng lão mộng gia của ám ảnh thiên cũng trầm mặt thấp giọng quát hỏi ta ta cũng không biết bị trói trong một bộ mộng giáp tiểu ảnh từ nhỏ giọng nói vừa sợ vừa hoàng sắp khóc đến nơi tuy tu vi của nàng có thái ất thượng tiên thân phận cũng tôn quý nhưng tự tay đâm đế tử bị thương chuyện này sẽ là một tội danh cực lớn đừng nói là nàng ngay cả mộng gia của ám ảnh thiên đoán chừng cũng không dánh nổi tội danh mưu sát đế tử dù sao cho dù ngũ đại thế lực bọn họ có căn cơ sâu dày thì cũng là thuộc hạ chỉ có thể lựa chọn quyền lợi đội ngũ nhưng không có quyền trực tiếp hạ thủ với đế tử mà vừa rồi cảnh tượng mấy người các nàng ám sát đế thích lại bị tất cả mọi người trên chiến trường này thấy được cả rồi không cần ép bọn họ đâu ngay lúc này, ba vị lão tiên áo bào trắng của ám sương thiên khe khẽ thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Đến lúc này còn không nhìn ra hay sao, là hậu thủ của đế lưu điện hạ chuẩn bị, chúng ta quá coi thường hắn rồi, dụng tâm thật là ác độc. Hà! Mấy phe thế lực khác đều quay đầu nhìn ông ta, một người trong số lão tiên áo bào trắng thấp giọng nói. Mấy người băng nghiên là do chúng ta phải trả cái giá cực lớn để cứu được từ tay đế lưu điện hạ, Lúc đó chúng ta cũng đã hoài nghi có phải là bọn họ bị đế lưu động tai động chân gì đó trên người hay không, nhưng lấy tu vi của chúng ta trước sau cũng đã kiểm tra bọn họ không biết bao nhiêu lần rồi. Ngoại trừ thần hồn của bọn họ có chút hỗn loạn ra thì đều không tra ra được bất kỳ vấn đề gì, nhưng bây giờ đã hiểu, không phải đế lưu không hạ ám cấm trên người bọn họ mà là chúng ta không kiểm tra ra được. Không sai, tộc trưởng thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng khẽ gật đầu, nói. Đúng là chúng ta quá khinh thường rồi, vốn cho rằng có thể nương vào sự tranh chấp của hai vị đế tử để tranh thủ thêm chức quyền lợi cho ngũ phương chúng ta hiện tại mới hiểu hai người bọn họ cũng đang coi chúng ta như những quân cờ tranh chấp với đối phương lúc đầu đế thích điện hạ muốn chúng ta quan sát từ đằng xa chính là vì để lại một đường lui cho hắn kết quả cuối cùng không ngờ tới là đế lưu điện hạ cũng để lại hậu thủ biến đường lui của đế thích điện hạ thành đường chết thật lợi hại đáng hận nhất chính là đó là tranh chấp của đế tử bọn họ nhưng bây giờ lại kéo cái tội ám sát đế tử lên người chúng ta." Bà lão mặc áo lam của ám ảnh thiên căm hận nói, trong mắt tỏa ra độc hỏa. "Còn có hy vọng, chỉ mong đế thích điện hạ không chết." Tần Hoài Dương của Thái Nhạc Tiên Tông thương thanh thiên nhàn nhạt, nhạt nói, chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng thứ thế lực quanh đó nghe vậy thì lại lập tức giật mình, có khiếp sợ, có kinh sợ, trái tim trầm mặc. Ý tứ của Tần Hoài Dương rất rõ, nếu như đế thích chưa chết, như vậy bọn họ vẫn có thể lựa chọn chỉ là sau đó phải giao thiếu chủ nhà mình ra để tùy bên đế thích xử trí, tìm cao thủ tra xét bọn họ, tìm ra cấm chế bị hạ trong cơ thể bọn họ. Từ đó có thể có hy vọng hòa giải với đế thích, nếu làm như vậy thì có vấn đề là nhất định phải hy sinh thiếu chủ nhà mình, nhưng lợi ích thì cuối cùng sẽ không phải gánh vác tội danh ám sát đế tử nữa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả đều xây dự dựng dưới tình huống đế thích chưa chết. Không thể, tiểu ảnh nhi là tim gan của lão tổ ám ảnh thiên ta, làm sao có thể Bà lão mặc lam y của ám ảnh thiên là người đầu tiên kinh hãi, thất thanh kêu, chỉ là câu nói kế tiếp lại không nói lên lời. Bà ta cũng biết, cho dù lão tổ tông có đau lòng tiểu ảnh nhìn nhưng vì không phải gánh vác tội ám sát đế tử thì cũng sẽ chọn hy sinh nàng. Qua xem một chút đi, tộc trường thứ ba của cửu lĩnh phượng hoàng thiên lạnh giọng mở miệng gật đầu với chư trường lão, lao về phía trước. Chư thế lực khác cũng đều gật đầu vây quanh bốn vị thiếu chủ, đều phi vào trong chiến trường, Lúc đầu thiếu chủ ở trong mắt bọn họ quý giá như cục cưng, lúc này lại giống như trở thành tù phạm, bị bọn họ vững vàng bao vây ở bên trong. Ha ha, vậy cũng may, thiếu chủ nhà ta lại không thể sống lại. Lúc này trường lão của thất muội thiên cũng đi theo phía sau quan sát nét mặt để lợi lời nói. Ông ta đã phát hiện trường lão của mấy phe thế lực này có thể không phải đang giả bộ, xem ra bọn họ thực sự là bị hậu thủ của đế lưu hại thảm. Liệu mình nghĩ lại thì ông ta cũng có thể lý giải được sự quấn quyết trong lòng của mấy vị trưởng lão này. Đây là bị kẹp giữa cuộc rằng co của hai vị đế tử chân chính, không chỉ mất hết tiền cơ thậm chí còn bị dồn đến chỗ chết. Cái giá phải trả quá lớn rồi, cho dù đế thích không chết thì thế nào? Bọn họ sẽ thật sự được tha thứ hay sao? Được, ngươi đã bền chắc như vậy thì nhìn thử xem ngươi có thể chống đỡ được tới khi nào. Phương Hành nghiến răng muốn phá tiên chu này, vẫy bàn tay lớn một cái rồi vô số tiên tướng ảo lên vây một vòng hạ thủ với tiên chu nhiều loại thần thông, các loại tiên bảo đều nặng nề đánh vào tiên chu, đánh lên cấm chế của tiên chu. Một con tiên chu này cho dù đại la kim tiên ước chừng cũng phải tốn nhiều công sức mới có thể phá được, nhưng cũng không thể chịu nổi tiêu hao bậc này. Đừng đừng đánh nữa ta ta đi ra rồi. Nhưng ngay lúc tiên chu bị đánh tới ô quang ảm đạm xuống, gần như ngay cả tiên chu cũng sắp bị đánh thành cho thì bên trong chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi, trừ tiên ngẩn ra, đồng thời dừng tay lại. Sau đó chỉ thấy sau một lúc này, cửa của chiếc tiên chu bị chậm rãi mở ra một nữ tử vóc dáng cao gầy đẫy đà dung nhãn thế mỹ trong lòng ôm một người nam tử đang từ từ đi ra cái gì trong chốc lát nhìn thấy màn này trừ thế lực trong lòng vốn đang ôm chút hy vọng cũng thấy kinh hãi trong nháy mắt nàng kia đương nhiên là thanh la tin tử rồi nhưng nam tử nàng ôm trong lòng có vóc người thon dài không hề có khí tức trên người đã tan mất tiên giáp cùng áo choàng chỉ có áo bào trắng bọc quanh người hai mắt nhắm nghiền máu me khắp người Đương nhiên đó là Đế Thích. Làm sao lại như vậy chứ? Sao Đế Thích Điện Hạ? Chư trưởng lão nhìn thấy cảnh ấy thì người người đều hoảng sợ, con người rụt lại, trong lòng bọn họ căn bản không có cách nào tin cảnh tượng trước mắt, tuy bốn vị thiếu chủ đồng thời xuất thủ đâm Đế Thích Điện Hạ bị thương, nhưng làm sao gã có thể chết được? Lấy tu vi của Đế Thích Điện Hạ, có bị thương nặng hơn thì chỉ cần không phải bị ma diệt thần hồn tại chỗ thì cũng sẽ có phương pháp bảo vệ tính mạng chứ, gã được xưng là người đứng đầu trong cảnh giới thái ất của đại Xích thiên làm sao có thể chết vì chút thương thế này được. Hà, thật không ngờ tới, các vị đạo hữu à, thiếu chủ nhà các ngươi gây ra đại họa rồi, vị trưởng lão của thất muội thiên rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, không nhịn được mà thấp giọng nói, lúc này ông ta không phải đang cười trên nỗi đau của người khác, mà là thở dài thật. Nếu mấy vị thiếu chủ kia chỉ đâm đế thích bị thương thì chư thế lực còn có thể chu toàn chỗ trống, nhưng bây giờ đế thích lại đã chết rồi, vậy tự danh mấy vị thiếu chủ bọn họ ám sát đến tử cho dù thế nào cũng không trốn thoát được, đây là tội lớn nghĩ tới thôi đã sợ rồi. Ừm. Trong sự trầm mặc xung quanh, vị tộc trưởng thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng với Tần Hoài Dương của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông đồng thời xuất thủ, một trường liên tiếp đánh vào phía sau lưng và phía sườn trái của trưởng lão Thất Muội Thiên đang than thở. Một kích không chút lưu tình hầu như làm sinh cơ cùng thần hồn trên thân thể của trưởng lão Thất Muội Thiên đồng thời bị hủy diệt, ngơ ngác quay đầu nhìn bọn họ một cái rồi cơ thể sụp xuống. Giết toàn bộ nhân mã của Thất Muội Thiên, không chờ một mống Tộc trưởng thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng Tần Hoài Dương liếc nhau một cái rồi nhàn nhạt, nhạt, hạ lệnh, sau đó liền chạy xuống phía dưới. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cứu giá chậm trễ. Thượng Thanh Thái Nhạc Thiên Tông cứu giá chậm trễ, chư phương trưởng lão khác cũng ngẩn ra, gấp gáp quỳ xuống. Ám ảnh Thiên cứu giá chậm trễ. Ám xương Thiên cứu giá chậm trễ. Mong đế lưu điện hạ thứ tội bốn phe thế lực làm hành động dị thường quyết đoán. Đương nhiên trong chuyện này thì bọn họ buộc phải quả quyết. Lúc đầu sau khi đế thích bị thương, bọn họ đều cảm thấy lấy tu vi của đế thích vẫn sẽ có lực đánh một trận, trong lòng cũng không thể không nghĩ tới chuyện mạnh mẽ cứu người từ tay đế lưu, nhưng khi nhìn thấy đế thích ra khỏi tiên chu đã là một người chết, bọn họ lập tức biết mình không còn cơ hội nào nữa. Ngoại trừ biết thời biết thế đứng về dưới trướng của đế lưu thì không còn lựa chọn thứ hai, còn như thất muội thiên thì không thể không chết, trừ thế lực khác đều mang tội danh ám sát đế tử chỉ duy thất muội thiên là không, đó chính là không cùng một đồng loại, không giết chết bọn họ thì không được. Nhìn đầu người rơi đầy đất, phương hành cũng hơi ngẩn ra, sau đó thì phá lên cười, lúc này hắn cũng hiểu, bắt đầu từ ngày hôm nay mình không cần lo về chư thế lực nữa, từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ như một con chó một lòng trung thành với vị đế tử bên mình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng ngày càng đắc ý hơn. Đương nhiên mình lấy bại ra bút để lại pháp tắc trong lòng chư thiếu chủ của các thế gia quả nhiên là cách làm thông minh trí cực tuy lúc đó chưa nghĩ xem dùng như thế nào, nhưng bây giờ chẳng phải là vừa đúng sao. Nghĩ đến đây liền đắc ý liếc nhìn họ, cười lạnh nói. Đều đứng lên đi, nói rồi không để ý tới những người này nữa, ánh mắt nhìn về phía thanh la tiên tử. Thanh la tiên tử từ từ khi bước ra khỏi tiên chu tới nay liền vẫn nhẹ quỳ trước mặt hắn, trong lòng vẫn đang ôm đế thích. Thế mà lại chết như vậy. Phương Hành nhìn hai mắt nhắm chặt của đế thích, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía thanh la. Người rất lợi hại nha. Khuôn mặt của thanh la tiên tử nhất thời trắng bệch, vội vàng cúi đầu nói. Đế lưu, đế lưu ca ca, xin người. Phương hành cũng cười lạnh một tiếng, nói. Ta cũng đã từng nói với ngươi, vào loạn lưu hải chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, sắc mặt của thanh la tiên tử trở nên cái hơn, run giọng nói. Ta, ta có lời muốn nói với ngươi, nói rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phương hành, truyền một luồng thần niệm vào đầu hắn, Phương Hành khẽ run, vội vàng nhìn nàng. Lời này là thật sao? Thanh La tin tử gật đầu lia lịa. Đến lúc này rồi ta sao dám lừa ngươi chứ? Sắc mặt của Phương Hành có phần âm trầm, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh nói. Mặc dù rất muốn làm thịt ngươi, nhưng nếu chuyện này là thật thì ta sẽ cần nhắc tha cho ngươi lần nữa, đừng có lắm lời, nói hết chân tướng cho ta, ta không có quá nhiều sự kiên nhẫn đâu. Vâng vâng. Môi của Thanh La tiên tử khẽ nhúc nhích, không biết âm thầm truyền chuyện gì cho Phương Hành, chỉ thấy sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn. Ha ha, có chút thú vị đấy. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu một cái, nhìn khuôn mặt đã hơi xám đi của đế thích, khẽ thở dài. Đến lúc này cuối cùng ta mới có chút bội phục ngươi đấy, may mà đấu với ngươi là ta, bằng không chết như thế nào cũng không biết, nói rồi tự tay tìm tòi trong lòng bàn tay có luồng lực vô hình nhả ra. Tấm áo choàng huyết hồng đã bị thanh la tiên tử cởi xuống xếp chỉnh tề bên ngực đế thích liền thu vào tay hắn, xoay người lại khoác lên người mình. Hắn biết cái áo choàng này cùng với khi thêm bá man đao chính là tác phẩm của xích đế, có uy lực vô cùng, có thể nói là món bảo bối đệ nhất trong tay đế thích. Đây là thứ nhất định phải thu vào tay mình, sau đó lại nhìn về phía lục tàu, thản nhiên nói. Lấy hết những thứ thuộc về chúng ta tới đây đi. Lão Phu hiểu lộc tẩu quay lại nhìn lướt qua gật đầu lúc này ông ấy đương nhiên biết nên làm gì đế thích đã chết như vậy tất cả những gì mà gã để lại đều thuộc về phương hành bao gồm cả bang nghìn xích tư quân cũng bao gồm cả thế lực bốn phe lúc này đang tâm thần bất định chờ đó không biết làm thế nào cũng bao gồm cả vật tư trong quân của đế thích toàn bộ đều lấy hết qua đây nhét vào dưới trướng việc này đương nhiên mình phải tự tay làm rồi ngươi cũng đứng lên đi từ giờ trở đi không được cách xa ta mười dặm bằng không ta sẽ lập tức giết ngươi cuối cùng phương hành nhìn về phía thanh la tiên tử nữ nhân này lập tức gật đầu sau đó quy củ đứng dậy khoanh tay hầu hạ biểu hiện của nàng lúc này vô cùng nhu thuận giống như một con rối gỗ bị người ta điều khiển vậy phương hành bảo nàng làm gì nàng liền làm đó vô cùng kính cẩn nghe theo nhưng cũng không biết là bởi vì sợ hay là vì gì khác sắc mặt vẫn luôn có phần bi thương chân thật nếu là trước đây khả năng nàng đã sớm nương cơ hội nói chuyện với phương hành rồi thì triển tất cả vốn liếng để lấy lòng phương hành nhưng lúc này lại chỉ thật thà nghe lời hắn không hề có chút biểu hiện nào khác lúc buông thi thể đế thích thân thể du lên một cái khó mà phát xác ra khà 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 phương hành cũng không để ý lúc này thì sinh tử của thanh la đã không còn quan trọng nữa mấu chốt hơn là bí mật biết được từ trong miệng thanh la vô cùng chân quý nếu có thể chứng minh đây là thật vậy lần này đúng là mình sẽ phát tài rồi đế thích vừa chết mọi việc đã thành đương nhiên phải đi cảm tại thần chủ một cái trong lòng nghĩ vậy liền nhanh chóng đi về phía thần chủ ha ha quả nhiên vẫn có chút thú vị lúc này ở sát biên giới thần vực trên một hành tinh khổng lồ thần chủ cười tùng tìm nhìn xong trận đại chiến này long châu tử cũng đã ăn xong rồi co lại dáng vẻ nhìn khá hài lòng lúc này nhìn kết quả đã định nàng cũng miễn cưỡng rưỡi người trái tim âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch sau đó chờ phương hành đi tới trước mặt mình thì lễ sâu một cái rồi cười hì hì phi vào bên trong thần vực lần nữa về lại thần tiêu cung một vở tuồng đã kết thúc nên bắt đầu làm chuyện đứng đắn rồi được rồi các người đã giải quyết xong phiền phức nội bộ trong đại xích thiên chúng ta cũng nên tiếp tục kết minh đi thôi thần chủ nhẹ ngồi về thần tọa cười khanh khách nhìn phương hành ánh mắt có mấy phần kinh ngạc cho đến lúc này nàng còn không biết con khỉ nhỏ của thiên nguyên làm thế nào lại nhanh chóng biến hóa trở thành đế tử như vậy tốt tất cả tiến hành theo kế hoạch là được rồi phương hành cười hì hì nhìn thân chủ toàn thân thả lòng nói ồ kế hoạch của ai thần chủ mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía phương hành đương nhiên là kế hoạch của đế thích rồi, không phải hắn đã sắp xếp xong tất cả hay sao, ta cảm thấy rất tốt. Nghe xong lời nói không biết xấu hổ này, thần chủ cạn lời nhưng nghĩ tinh tế lại thì cũng gật đầu nói. Quả thật không tệ, trước đây trong thần tiêu cung, đế thích đã giải thích tất cả kế hoạch cho thần chủ nghe, có thể là một vòng tiếp một vòng, tất cả đều vui vẻ. Phương hành đương nhiên cũng lười thay đổi cái gì nên dứt quát dùng hết, quay đầu nhìn thấy thanh la tiên tử sắc mặt trầm giống như đầu gỗ thì trong lòng nổi lên ý bỡn cợt, cười hỏi. Bước đầu tiên phải làm như thế nào? Thanh la tiên tử hơi ngẩn ra, cúi đầu xuống, không dám không đáp, nói. Nên nên dâng hậu lễ cho thần chủ, phương hành cười ha ha một tiếng rồi thu một cái dương, một cái khay, một chiếc quan tài vẫn bày trong thần điện qua đó, trước tiên mở dương ra cúi đầu nhìn lướt qua, chẹp chẹp hai tiếng rồi dùng tiên lực nâng lên đưa tới trước mặt thần chủ, cười nói. Tiên dường ngộ đạo trong này thật sự không ít, ta cũng phải đỏ mắt, ngươi muốn dùng không, có chia cho ta ít được không? Thần chủ im lặng trợn mắt nhìn phương hành, sẵn giọng Đổi lại là ngươi cũng muốn cắt xén đại lễ dâng lên ta sao? Ra mặt phương hành dày nên cũng không xem ra gì, cười khà khà lấy một bao tam sinh trà từ bên trong ra, suy tính vì bây giờ tiểu manh nếu mỗi ngày đều cần có tên dược ngộ đạo để bù đắp tiên khí, trong tay mình có nhiều chút đương nhiên sẽ có lợi hơn, để tránh đến lúc quan trọng lại không có đủ đồ. Dĩ nhiên, Lộc Tàu đã đi kết nạp tất cả trong quân đội của đế thích, cũng không biết của cải được bao nhiêu. Sau đó Phương Hành liền cầm cái bình của đế lưu lên, tò mò người một cái, lưu luyến dâng cho thần chủ. Chi tiết cái bình của đế lưu lại chỉ có một chai, bằng không hán nhất định sẽ tuyển thủ một chai. Đến cuối cùng, ánh mắt lại nhìn vào chiếc quan tài, cái quan tài này còn chưa mở ra, bên trong là huyết ruệ của hậu thế quảng thành tiên vương, là do đế thích chuẩn bị. Đại lễ kỳ lạ nhất, Phương Hành cũng không biết bên trong là người nào, nhưng đương nhiên sẽ không dừng lại có một tính mệnh xa lạ nên liền trực tiếp đưa quan tài tới trước mặt thần chủ, nói. Cái này không tệ đâu, thần chủ nhìn trước quan tài, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Cái quan tài này dường như gợi lên chuyện cũ trong lòng nàng, mãi không nói câu nào, còn thanh la tiên tử nhìn dáng vẻ của thần chủ, trái tim cũng không nhịn được mà co lại. Đế thích đặc biệt tuyển chọn lễ vật, tuy trong miệng thần chủ nói không thèm để ý nhưng rõ ràng cũng là rất xem trọng Tất cả mọi chuyện thật sự tiến hành theo đúng kế hoạch của đế thích. Cho tới giờ nàng đều không nghĩ ra đế lưu làm thế nào có thể nghịch chuyển được toàn bộ cục diện này. Bởi vì từ cái quan tài này là có thể thấy được đế thích nắm bắt tâm tư của thần chủ vô cùng chuẩn xác. Nghĩ tới dáng vẻ đã có dự tính trong lòng trước đây của gã, lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của gã trong tiên chu, ánh mắt của thanh la lại hơi ơn ướt, ánh mắt nhìn trước quan tài cũng có vẻ hơi mông lung. Mãi cho tới khi phương hành chính miệng nói muốn tha mạng cho nàng, trong lòng của nàng vẫn luôn lo sợ, một khác cũng không thể thả lòng. Đến lúc này, tính mệnh mình tốt xấu gì cũng được bảo đảm, nàng mới bắt đầu không tự chủ được mà nhớ lại lời nói của đế thích, bắt đầu cảm nhận sự đau khổ trong lòng khi đế thích nói ra những lời này, trong lòng lại nhẹ đau. Ồ, nhưng cũng vào lúc này, thần chu trầm tư một lát rồi nhẹ nhàng tìm tòi mở quan tài ra, sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn thanh la tiên tử cùng phương hành đang ngó đầu vào, đồng thời giật mình. Sắc mặt của thần chủ lúc này này cũng hơi ngẩn ra, sau đó âm trầm, trong mày. Ba người không khỏi lứt nhau một cái, ai cũng không biết nói gì tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kinh ngạc khó có thể nói nên lời, chiếc quan tài, lại chống không, đừng nói là hậu duệ của quảng thành tiên vương gì, bên trong đó căn bản ngay cả một. Bên trong ba đại lễ mà đế thích chuẩn bị cho thần chủ lại chỉ có cái thứ ba này là nổi bật nhất vì có huyết duệ của quảng thành tiên vương, cũng là thứ có thể làm thần chủ động lòng nhất. Nhưng thứ khác như tiên dược ngộ đạo hay dương của đế lưu cũng như nhau, tuy có giá trị cao nhưng thần chủ lại không thèm để vào mắt, chỉ có phần đại lễ thứ ba này làm cho nàng cảm thấy có hứng thú, thậm chí còn hơi có chút chờ mong. Chỉ là nàng và phương hành cùng thanh la tin tử hiển nhiên không có ai dự liệu sẽ gặp phải tình cảnh như vậy, trong quan tài chứa phần đại lễ thứ ba này lại trống rỗng, quét ruệ của quảng thành tiên vương mà đế thích chuẩn bị đâu rồi. Dù thế nào thì cũng không thể ngay từ đầu gã đã định hiến cho thần chủ một cái quan tài không làm đại lễ thứ ba được chứ, khi đó đế thích cũng không biết hiệp nghị giữa đế lưu và thần chủ, vẫn tràn đầy chân thành có lòng muốn kết minh ta ta cũng không biết chỉ biết là hắn đã sớm chuẩn bị xong quan tài này rồi chưa từng nói có được nó từ đâu nhìn thấy thần chủ và đế lưu đều nhìn về phía mình sắc mặt của thanh la trắng bệch vội vàng lắc đầu nói ha ha hắn đã chết trong chuyện này rốt cục là muốn làm gì thì cũng không bao giờ biết được đáp án nữa phương hành cũng nhíu chặt mày nghĩ một lát nở nụ cười gượng rồi lắc đầu nói với thần chủ xem ra phần đại lễ thứ ba này ngươi không có được rồi chỉ có điều trong quan tài này mặc dù không có huyết duệ của quảng thành tiên vương tuy nhiên lại có một bộ thi thể của đế tử người mang huyết mạch của tiên đế để cho người tế trận có cơ hội có được hỗn độn tiên viên trong tay vẫn là khá hời rồi ta đã sai người lên tiên chu của đế thích tìm kiếm nếu trận đồ mà hắn hiến cho ngươi chỉ có một nửa như vậy một nửa kia hẳn là đang trên người của hắn hoặc là đang ở trên tiên chu thần chủng nghe xong cũng khẽ gật đầu chồng tư một lát rồi phất tay đóng bộ quan tài lại thản nhiên nói cũng tốt. Lúc này đám thông cổ tiên vương đã mang thi thể của đế thích qua đặt ở bên trong quan tài trong suốt, để lại cho thần chủ, đến lúc này bọn họ cũng đều đã hiểu ra kế hoạch của thần chủ, cũng muốn mưu tính hỗn độn tiên viên, chuyện này đối với sinh linh thần tộc cũng là một việc cực kỳ lớn. Cần phải biết, sinh linh thần tộc trời sinh có thần thông, thậm chí còn không có gì ràng buộc, chỉ cần trưởng thành là được, cho dù là cường giả xưng bá một phương tinh vực nhưng bọn họ trưởng thành thì cũng cần tài nguyên, hoặc có thể nói là thức ăn sẽ không thể tự nhiên mà sinh trưởng được. Trước khi chúng tiên dưng bá ở Tam thập Tam thiên, rất nhiều sinh linh thần tộc chính là dựa vào tiên dược ngộ đạo để làm thức ăn. Mà nay trong sinh linh thần tộc càng lúc càng khó có cường giả xuất hiện, một nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì chúng tiên chiếm các loại tiên dược ngộ đạo, bọn họ cũng không có cách nào tìm được thức ăn thích hợp, đừng nói là mau chóng trưởng thành, có thể duy trì sinh mệnh cũng không dễ dàng gì rồi. Nếu thần chủ có thể đoạt được hỗn độn tiên viên vào tay, bất luận bên trong có thái hư bảo thụ hay không, đối với bọn họ thì đều là đại sự, ít nhất và đảm nhất định sẽ có tài nguyên tiếp tế tiếp viện, làm cho sinh linh thần tộc có cơ hội xuất hiện nhiều cường giả hơn. Đương nhiên, nếu thật có thể cướp được thái hư bảo thụ trong truyền thuyết thì càng tốt hơn, thậm chí có thể một lần hành động đã giải quyết được vấn đề tài nguyên cho sinh linh thần tộc cũng khó nói trước được. Tài nguyên, tài nguyên chính là căn cơ, chính là mạch máu. Cho dù là mạo hiểm xông vào đa bảo tiên hạ ở bên thiên nguyên vô cùng nguy hiểm, hay là thần minh, thì cũng vì tài nguyên, nghiêm túc mà nói vẫn là do minh quân của đại tiên giới tương đối bình tĩnh, không bước thiết giống như thiên nguyên cùng sinh linh thần tộc. Dĩ nhiên, điều này cũng bởi vì đại tiên giới dường như luôn chưa nghe nói với tin tức về hỗn độn tiên viên, ngay cả đại xích thiên tộc, đối với chuyện này cũng chỉ có đế thích là hiểu hơn một chút, đám tử huyền tiên soái cũng chỉ tới vì bình loạn mà thôi. Ha ha, đế, đế lưu điện hạ. Thần chủ nhìn thi thể của đế thích, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chuyển về phía phương hành, dường như cũng có ý cười khó nín được nhưng nét mặt lại vẫn duy trì nguyên trạng, cũng xưng hô như tức không nói gì để vai trần thân phận của hắn. Trước khi ta có được hỗn độn tiên viên, làm phiền ngươi trước tiên ở lại trong thần minh của ta. Hỗn độn tiên viên xuất hiện lúc nào ai cũng không biết được, nhưng tóm lại sẽ ở thượng du của đa bảo tiên hà, mà nay thứ có thể hình thành uy hiếp ta cũng chỉ có thiên nguyên cùng với tiên quân của đại xích thiên tộc chú đóng ở đa bảo tiên hà mà thôi. Nếu đã nói toạc tất cả ra thì thần chủ cũng không thừa nước đục thả câu nữa mà nói thẳng mục đích của mình ra. Đến lúc này, Phương Hành coi như đã hiểu dự định cụ thể của thần chủ, xem ra thông cổ thần vương có phần đa tâm rồi. Thần chủ cũng chưa có dự định chính xác kết minh với đại sích thiên, hoặc có lẽ là kết minh là thật nhưng còn có mục đích khác, bà ta đã thôi diễn tất cả, phát hiện ra tinh vực mà tiên quân của đại sích thiên đóng quân, cách mình vẫn quá gần. Nếu thật là hỗn độn tiên viên xuất thế thì lúc bà ta tranh đoạt với thiên nguyên, phía sau lưng sẽ dễ dàng bị đại sích thiên thừa dịp, kết quả thậm chí có thể không danh được tiên viên mà còn bị đại xích thiên thừa dịp hỗn loạn mà công kích, trả một cái giá lớn. Cũng chính vì vậy, nàng mới đưa ra tín hiệu thiện ý nào đó với đại xích thiên, nương vào cái danh hợp cung thiên nguyên để ký kết liên minh công thủ, thậm chí còn mượn cơ hội giam đế tử trong quân của mình. Từ đó, đợi khi hỗn độn tiên viên xuất thế, đại quân tiên quân phản ứng lại thì sẽ không có cách nào đoạn đường lui của nàng làm nàng hai mặt thụ địch nữa, đế tử lưu ở trong thần minh của nàng chính là nhân chất tốt nhất. Đến lúc đó, Đại Sích Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi đoạt Hỗn Độn Tiên Viên, nói không chừng còn bị buộc phải đánh yểm trợ giúp nàng nữa, mà bây giờ mặc dù nàng đã biết đến lưu là phương hành nhưng vẫn muốn giữ hắn lại chỗ này. Suy chỉ có như thế mới có thể đảm bảo đến lúc cần thiết, Đại xích Thiên sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy nói cách khác, ta vẫn phải ở lại đây chờ. Phương Hành ngẩng đầu nhìn thần chủ, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu ngươi thật sự lấy được Hỗn Độn Tiên Viên, có thể phân cho ta một ít không? thần chủ cúi đầu nhìn hắn cười nói ta sẽ không phân cho đế lưu điện hạ phương hành nghe xong thì hơi ngẩn ra hiểu ý của thần chủ vậy dĩ nhiên là nói nếu nàng thật sự có được hỗn độn tiên viên bạn cũng như phương hành có thể được chia chút lợi ích rồi nhưng nếu lấy thân phận là đế lưu thì sẽ không có cái gì cả vậy được chỉ có điều ta cũng thật sự cần những thứ này hiện tại phương hành cũng biết không thể nhiều lời được giọng thấp thở dài gật đầu đồng ý vậy ngươi đi làm việc trước đi ta cần làm tốt tất cả chuẩn bị đã sẽ mau chóng bày đại trận tiếp dẫn hỗn độn tiên viên tới sau khi ngươi lấy được nửa tấm trận đồ kia thì mau chóng đưa tới cho ta bằng không chỉ dựa vào trận ý của ta để thôi diễn ra một nửa trận đồ kia thì cần có thời gian mấy tháng có lẽ bắt đầu từ nửa tháng trước hỗn độn tiên viên lúc nào cũng có thể xuất hiện ta đã không đợi kịp nữa rồi hiện tại ta chỉ hy vọng có thể bày được đại trận tiếp dẫn trước khi hỗn độn tiên viên xuất hiện nếu bên cạnh người có trận sư cao mình thì có thể đưa ta mượn dùng chút dễ thôi dễ thôi lát nữa ta bảo hắn qua đây phong hành gật đầu cười chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài chuẩn bị bảo lộc tẩu tới giúp nàng một tay đây cũng là một nhược điểm hiện giờ của thần chủ dưới tay nàng có không ít cường giả cũng có rất nhiều chủng tộc có thiên phú thần thông vô số dạng có thể nói là vô cùng khó đối phó thế nhưng sinh linh thần tộc vẫn là sinh linh thần tộc trong mắt rất nhiều tiên nhân thì đều coi bọn họ như man di, nhưng trời sinh bọn họ đều có thần thông cường đại, nhưng ở trận ý, đan đạo, phù triện, khí pháp lại rốt đặc cán mai. Sau khi cười hì hì đồng ý với thỉnh cầu của thần chủ, sau khi ra khỏi thần điện thì vẻ mặt của phương hành cũng từ từ thu liễm lại, sắc mặt lại có vẻ vô cùng nặng nề, thấy được thần chủ coi trọng hỗn độn tiên viên như thế, hắn cũng nhớ lại sự sắp xếp của đế thích. Nếu thật phải làm như thế, đoán chừng bà già này cũng sẽ không bao giờ nhận đứa con trai là ta nữa, hắn cảm thán trong lòng, nét mặt có vẻ thổn thức, chỉ có điều hắn lại nhanh chóng an bùi chính mình. Không sao cả, ban đầu cũng không phải thân thiết gì lắm. Đạo chủ, vạn sự đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, rồi. Sau khi rời khỏi thần điện, phương hành tới trong chiến trường, lộc tẩu nhanh chóng tiến tới đó bẩm báo, mặt mày là sự vui mừng, chỉ có điều cũng có chút lo lắng tám ngàn xích tộc quân của đế thích của cải quả nhiên không tầm thường tuy trong trận chiến này đã hủy diệt không ít tiên chu pháp bảo nhưng sau khi thống kê thì số lượng tài nguyên còn lại vẫn vô cùng dọa người vừa rồi lão phu cũng chỉ kiểm lại qua loa chút thôi nhưng cũng cảm thấy hơi hoảng sợ tu hành mấy nghìn năm cho tới nay thực sự chưa từng thấy nhiều tài nguyên tiên ra như vậy bao giờ cắt tên nhà quê này phương hành khinh bỉ nhìn lộc tẩu một cái làm lộc tẩu nghẹn lời nửa ngày không nói lên lời lát đầu rồi trực tiếp không để ý tới ông ta nữa Cao này nói. Vấn đề cũng rất nhiều, 3.000 xích tử quân của đế thích đã bỏ khí giác chịu thua, nên giết hết hay thu vào trong tiệt đạo chúng ta. Tiên quân của Nam đại thế lực, thất muội thiên tộc đã bị bốn tộc khác giết sạch rồi, bốn tộc khác lúc này cũng đang ở bên ngoài ngàn dặm để đợi ý chỉ, chỉ cần một lời của ngươi thôi, là dẫn bọn họ về đây hay là cho bọn họ ở lại đó chờ ngươi điều khiển. Nếu như đại quân tập kết ở đây thì không biết thần chủ có chỗ nào kiêng kỵ không? Muốn trở về, Phương Hành nghe xong thì hơi lắc đầu, cười nói. Suy nghĩ nhiều rồi, nào có đơn giản như vậy, nói rồi, hắn trầm ngâm một lát rồi nhẹ lầm bầm. Chỉ tiếc không biết cụ thể thì lúc nào hỗn độn tiên viên mới xuất hiện. Lục Tẩu vừa thấy hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thì lạnh cả xương sống, vội vàng giảm thấp giọng nói. Muốn cướp của ai? Cái gì mà cướp của ai? Phương Hành chừng mắt lên giận dữ nhìn Lục Tẩu. Chỉ có điều sau đó lại nhanh chóng biến sắc, thấp giọng nghiêm túc nói. Lát nữa ngươi tới thần điện một chuyến, thần chủ muốn bố trí đại trận tiếp dẫn, cần ngươi hỗ trợ, chỉ có điều lúc ngươi giúp nàng thì. Lục Tẩu nghe xong lời của hắn thì sắc mặt cũng hơi cổ quái. Ngươi bảo lão phu giờ trò quỷ khi bố trí đại trận cho thần chủ." Phương Hành gật đầu. "Đúng rồi." Lột Tẩu suýt nữa tức giận tới nhảy dựng lên. "Bà ta là nhân vật nào chứ?" Nếu mà phát hiện ra thì cái mạng này của lão phu giữ được không hả? Phương hành ngẩn ngơ. Ngươi là đạo đồ của tiệt đạo ta, mạo hiểm tính mạng có là gì? Ngươi xem trưởng lão nhà người khác còn chết được kia kìa, lộc tẩu lại lắc đầu. Cho dù ngươi nói trưởng lão nhà ai làm gì cũng vô ích, lão phu sẽ không đi. Phương hành nhất thời bị chọc tức, hận sát không rèn thành thép được mà nhìn lộc tẩu. Ta chưa đừng gặp trưởng lão nào không chịu thua kém giống ngươi. Lục tẩu cũng bị chọc tức không tỏ ra yếu kém chút nào ta còn chưa từng thấy đạo chủ nào không nói đạo lý như ngươi vậy ngươi lại còn dám mạnh miệng ta cứ tranh luận thì làm sao ai ôi ta đây liền nói đạo lý với ngươi cho rõ vậy